Đây, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn cái hệ thống tưới. Ở đây là chú làm hệ thống tưới cho vườn quýt các bạn. Đây, ống hết. Ống này là ống 27. Ống 27 các bạn. Ống dưới chân mình đó là ống 90. Đây. Trung tâm điều khiển này. Tập điều khiển đây cũng gian là 114 nữa nha, 44 hoa sen nữa nè. Khi mà mình làm vườn thì nó 114 hoa sen cũng được rồi, chứ không cần phải bình minh đâu. Bình minh thì chi phí nó cao quá, là bốn hoa sen thôi, chi phí sẽ rẻ hơn. Đó, tất cả đều là ống lượng nước là 27 thôi mà giờ chắc đó là 90 14 nè. Các bạn có nhu cầu về hệ thống tưới hay hệ thống tưới hoặc tư vấn lắp đặt thì cứ liên hệ mình sẽ tư vấn cho các bạn theo hoặc là chia sẻ cho các bạn tưới ha. Có nhiều cái hệ thống, cái này là làm cái này các nhà là rất ngon, không cần cái đầu lọc thì tiết kiệm được cái đầu lọc rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn có nhu cầu, các bạn cứ thích video thì cứ like hoặc là chia sẻ.